Hello, chào tất cả các anh em đam mê bẫy chim ha. Và chào mọi người đang xem video của mình ha. Thì hôm rày mình không có làm máy nên mình cũng không có ra video cho anh em xem, anh em cũng thông cảm ha. Bây giờ mình cũng mới nhận được mấy đơn nè anh em ơi. Giờ mình tranh thủ mình quay xíu cho anh em xem ha. Cái dàn cơ này là của ông anh ở bên An Giang nè. Anh bạn ở bên An Giang ha. Gửi qua cho mình. Thì theo yêu cầu là lắp cái bo mạch nha anh em. Đó. Thì mình cũng hoàn thiện xong rồi, xíu nữa mình test cho anh em nghe. Còn cái đơn này máy thẻ thì mẫu cũng giống như mọi khi thôi nha anh em. Hai kênh. Máy thẻ nha. Của anh này ở bên Sóc Trăng nha. Còn cái máy này thì ở chung với cái đơn này luôn nha anh em. Ở An Giang. Đó. Cũng là Sony luôn nè anh em ơi. Bữa lúc trước có gửi cho mình nè, mình làm cũng xong rồi nè. Đó, là hai cái nha anh em, hai cái này chung đơn. Còn cái này ở Sóc Trăng, còn cái này ở Đồng Tháp nha anh em. Bữa ông anh này mua mình rồi mình gửi đi nè. Xong rồi nó bị sứt cái dây điện á anh em. Sứt cái dây điện xong rồi nó chạm chết cái con chống ngược cực á anh em. Rồi kẹp lộn cái nó cháy hết luôn. Cháy hai bên luôn, cháy xe hết. Giờ mình cũng mới sửa xong rồi. Giờ xíu nữa nếu mà tạnh mưa thì mình đi gửi luôn nha anh em ơi. Tại hồi sáng giờ mưa quá trời luôn anh em, nên coi mưa nè. Em thấy không? Mưa mà mưa không dứt luôn ấy. Giờ mình test tiếng cho anh em nghe tham khảo chơi ha. Anh em nào có cần máy thì cứ alo cho mình ha, máy thẻ. Còn máy băng thì anh em thông cảm đợi mình vài bữa nữa nha. Tại vì mình đang kiếm linh kiện anh em ơi. Còn thiếu linh kiện. Lúc này dịch quá đi lấy không được anh em ơi. Nói chung ra anh em nào có cái đầu quẹt như thế này nè, nên kiếm thứ này nha. Thứ này là chạy ngon nhất nè, tiếng nó hay nữa, đánh gà rất là phê luôn nha nè. Anh em có cái đầu thứ này á, anh em cần thay bo mạch á, nâng cấp máy thì anh em cứ gửi lên cho mình ha, mình sẽ nâng cấp cho anh em và làm bo mạch cho anh em ha. Giờ mình test tiếng anh em ơi. Do trời mưa anh em nghe nó không được rõ mấy, với lại trong nhà to nó anh em, nó nghe gồ gồ quá thì anh em cũng thông cảm cho mình ha. Chủ yếu mình test tiếng để ra video thôi nha anh em. Trời mưa rồi, với lại ở trong nhà anh em nghe cũng thông cảm ha, nghe không được hay á. Công sức máy thì nó rất là mạnh nha, anh em yên tâm đi. Video đến đây kết thúc nha anh em ơi. Khi nào mà tạnh mưa thì mình sẽ đi gửi luôn nha anh em. Còn không tạnh thì chắc ngày mai mới mình đi gửi quá. Rồi, hẹn gặp lại anh em video sắp tới ha. Rồi, chào anh em ha.